Vớt đi luôn rồi. Mà đòi hãy sống tôi mua lại cho đi. Tôi hãy thật pin để mình sạc. Đúng rồi, mua dèm ra là cháu thích cái này lắm. Mẹ. Điếm cho bà ở ngoài kia ăn nhá. Nó bảo bà là cháu thích ăn cái này lắm. Ăn đi. Lát nữa bà bóc cho ăn ha. Lát nữa bà bóc cho con ăn nhá. Muội bóc nhá. Vẫn còn đang nóng ha. Đúng rồi, bánh đây, cái này gọi là bánh chưng. Bánh chưng Tết Việt Nam. Này là về chuyến này về là con có kỷ niệm Việt Nam nhá. À về nông vừa lượt bông. À con muốn cái ghế hả? Cái ghế hôm qua con để đâu rồi, để mẹ tìm cho nào. Mẹ đi mẹ tìm ghế cho con nhá.